Tháng 8 đã đến, hè cũng sắp qua đi. Thời gian cứ mãi trôi, còn Box Game tôi thì vẫn mãi ở bên các bạn. Ngày tựu trường cũng đã gần kề rồi đấy. Mấy bạn 2K4 cũng đã chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học rồi. Còn các anh em game thủ Genshin thì đã chuẩn bị gì chưa? Sắp tới anh em chúng ta cũng sẵn sàng bước chân vào vùng đất mới đấy. Chính vào ngày 24 tháng 8 này, một phiên bản bùng nổ của vùng đất Sumeru mang theo vô vàn điều mới mẻ đang chờ đợi anh em chúng ta. Vậy để cho anh em đỡ vấp phải đá khi bước chân vào Sumeru thì hãy cùng tôi cảm nhận bao quát nhất về Sumeru nhé. Trước khi vào nội dung chính thì anh em còn chần chờ gì nữa, đạp vô cái nút like với nút đăng ký đi chứ. Muốn đi Sumeru thì phải đạp qua mấy cái đó đã nha. Và lưu ý đây chỉ là nhận định và góc nhìn cá nhân của cái đứa viết kịch bản này thôi nhá. Vậy nên anh em hãy xem với tâm thế giải trí, chứ sau này có gì không đúng với những giả thuyết của tôi thì cũng đừng đấm tôi đấy. Ok, giờ thì bắt đầu ngay thôi nào. Let's go. Mihoyo đã đăng tải lên 3 đoạn teaser giới thiệu về thảo quốc Sumeru, và qua 3 đoạn teaser đó đã cho chúng ta thấy được những ánh nhìn và hành trang cần thiết để bước chân vào một vùng đất mới. Mấy thím cứ bỏ đồ ăn, thức uống và ba lô trước đi đã, giờ thì đến những phần quan trọng đây này. Thứ đầu tiên cũng là cần thiết nhất khi bước vào vùng đất Sumeru chính là về phản ứng giữa các nguyên tố với hệ thảo. Theo như teaser đầu tiên của nhà phát hành Mihoyo đã cho chúng ta nắm được những kiến thức cơ bản về phản ứng nguyên tố thảo. Nguyên tố thảo là một mảnh ghép cuối cùng trong hệ thống 7 nguyên tố đại lục Teyvat. Chúng ta có 3 phản ứng về nguyên tố cỏ này, cụ thể chính là 3 từ khóa liên quan chặt chẽ đến thảo quốc Sumeru, đó là xúc tác, trí tuệ và sinh mệnh. Những từ khóa này liên kết chặt chẽ với nhau là nguyên liệu cần thiết để tạo dựng nên môi trường nơi đây. Khi bị tác động bởi một trong 3 nguyên tố hỏa, thủy hoặc lôi thì sinh vật mang nguyên tố thảo sẽ thay đổi theo các phản ứng, tạo nên sự đa dạng của môi trường cũng như là chìa khóa để giải đáp những câu đố ở đây. Nôm na văn vẻ là thế, túm cái quẩn lại cho mấy thím dễ hình dung thì khi thảo gặp hỏa sẽ sinh ra phản ứng thiêu đốt, thảo gặp thủy thì xum xuê như kiểu tới cây đồ á, còn thảo gặp lôi thì sẽ là xúc tác. Riêng tương tác giữa lôi và thảo thì chính là một sự xây dựng phản ứng sáng tạo dựa trên trí tuệ và lịch sử tại Sumeru. Cụ thể như thế nào thì khi ra mắt phiên bản mới chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ hơn. Theo như tôi được biết thì phản ứng giữa thảo và lôi này sẽ gia tăng đáng kể cho các đòn tấn công bằng nguyên tố lôi. Ghi chép đầy đủ chưa đấy? Giờ thì chúng ta sẽ cùng bước đến cái nội dung tiếp theo nào. Đến với cái đoạn teaser thứ hai, ta được chiêm ngưỡng gần như là toàn cảnh nhất về cảnh quan Sumeru. Không giống như những quốc gia khác trước đây, Sumeru mang trong mình hai hình thái môi trường hoàn toàn đối lập nhau, đó là rừng nhiệt đới ẩm và sa mạc cằn cỗi, hay như dòng tiêu đề của teaser chính là mưa phùn và cát bay. Với môi trường rừng mưa nhiệt đới, có thể đây được coi là cảm hứng từ những khu rừng nhiệt đới nổi tiếng ở trên thế giới, cũng như đặc điểm của các khu rừng nhiệt đới ngoài đời thì ở Sumeru có rất nhiều cây xanh và vô cùng to lớn nằm trong khu rừng này, mang lại cho chúng ta một cảm giác trong lành và mát mẻ bởi sắc xanh nơi đây. Và dĩ nhiên ẩn chứa đằng sau không thể thiếu đi những điều bí ẩn cần được giải mã. Khác với Li Yue toàn núi đá hình trụ, Inazuma với những đường cắt xẻ mạnh mẽ thì ở Sumeru, những ngọn đồi với những đường nét mềm mại cuộn vào các cây đại thụ cổ xưa chạy xuyên suốt toàn bộ khu vực. Với một môi trường như vậy thì tôi nghĩ là sẽ không ít những sinh vật đặc biệt được sinh ra ở nơi đây, hay có thể là những quái vật nguy hiểm đang rình mò săn mồi như mấy ông hay nhìn Land Crush vậy. Mấy thím cùng xả hơi xơi nước đi vì chúng ta sắp đến khu vực thiếu nước nhất rồi đấy. Giới thiệu cho mấy thím, đây là khu vực sa mạc khô héo và cằn cỗi, được lấy cảm hứng từ nền văn minh lưỡng hà cùng với những thánh tích khổng lồ nằm sâu trong biển cát. Nghe đến thánh tích và bí ẩn thì ai chả nổi máu khám phá lên đúng không nào? Cũng như những sa mạc khác, nơi đây có ốc đảo này, có những tảng đá bị gió bào mòn này, vân vân và mây mây, nhưng lại không có cây. Điều quyến rũ tôi nhất ở đây chính là những di tích khổng lồ mang đầy sự bí ẩn chìm sâu dưới lớp cát sa mạc. Tôi thì thích cái sự ướt át hơn, như mấy thím nghĩ ấy, là sự ướt át. Nhưng vì những bí ẩn nằm sau ở nơi khô cằn này nên tôi sẽ gác lại đam mê. Tôi thích bí ẩn và những di tích cổ đại của các nền văn minh lưỡng hà và Ai Cập cổ đại. Dạo loanh quanh thế là đủ rồi, ta hãy cùng đi tới những chi tiết hay ho hơn nhé. Như lời giới thiệu trong teaser, khi ta đặt chân vào khu rừng nhiệt đới xanh tươi này, anh em sẽ thấy có một thành phố được xây dựng trên một cái cây đại thụ khổng lồ. Trông hay nhỉ? Ngoài ra thì trong khu rừng ấy còn xuất hiện những tinh linh bé nhỏ dễ thương, và đặc biệt chỉ có trẻ con mới có thể nhìn thấy được chúng. Phải chăng là những tinh linh ấy như là ẩn dụ về tâm hồn của con người? Những đứa trẻ con ngây ngô trong sáng chưa vướng vào sự đời thì mới có thể nhìn thấy được chúng. Tôi đoán thế. Có vẻ nhà lữ hành ta cũng có thể nhìn thấy được những tinh linh ấy và giúp giúp họ giải quyết những vấn đề trong khu rừng này. Từ đó có thêm được niềm tin từ họ, chắc họ sẽ giúp chúng ta có thể khám phá vùng đất mới này cho thêm phần hấp dẫn hơn. Trong quá trình khám phá, ngoài những khu rừng xanh ngát hay mưa ra thì còn có những khu vực không rõ lý do vì sao lại khô héo. Nơi đây giống như là một mù chôn của trận chiến ác liệt năm xưa. Có thể chính là trận chiến 500 năm trước với Caria, cũng chính là lúc mà Thảo thần tiền nhiệm hy sinh. Ngoài ra, ta còn thấy được một xác người máy khổng lồ đang nằm dựa vào vách đá, xung quanh cây cối tùm. Như ta đã được biết rằng thủ vệ di tích hay chính là máy cày, theo cách của người Caria xưa là một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ, được pha tui và giáo đoàn vực sâu để mắt đến. Xác người máy này có hình dạng khá giống với thủ vệ di tích, có lẽ đây chính là sáng chế của người Caria, cũng chính là vũ khí dùng trong trận chiến 500 năm trước. Nhìn về phía tây Sumeru, nơi sa mạc khô cổ họng, ta cũng sẽ bắt gặp được xác người máy bị kẹt giữa hai núi đá lớn. Vậy là đã có hai người máy khổng lồ cùng tham chiến tại Sumeru, cho thấy rằng trận chiến nổ ra tại đây 500 năm trước là vô cùng khốc liệt, khi Caria đã sử dụng đến tận hai người máy khổng lồ, trong khi ta không bắt gặp xác người máy nào như vậy tại các vùng đất khác, hoặc chúng ta vẫn chưa khám phá ra. Những khu thánh tích khổng lồ mang màu sắc Ai Cập cổ đại ngự trị trên biển cát. Trong đó có một thánh tích vô cùng to lớn nhưng nó lại bị đảo ngược. Cùng với đó là cơn lốc xoáy khổng lồ xé toạc bầu trời. Trông thì có vẻ là hoành tráng đấy, nhưng cũng thật sự đáng sợ. Khi nhắc đến thánh tích đảo ngược này, mấy team có nhớ được gì không ạ? Đúng rồi, chính là tượng phong thần đảo ngược mắc kẹt trong một bí cảnh tại Li Yue và thành trì đảo ngược bên dưới vực đá sâu. Tất cả những thứ này đều liên quan đến Caria và giáo đoàn vực sâu. Sự đảo ngược này như một lời tuyên bố đanh thép với các vị thần nơi đây, lật đổ các vị thần. Cảnh quan môi trường mấy thím nắm vậy là được rồi, giờ ta qua phần con người và hệ sinh thái tại Sumeru nhé. Như ta đã được tìm hiểu ở bên trên thì Sumeru có một khu vực là rừng nhiệt đới với lượng mưa lớn quanh năm và độ ẩm ướt. Chính vì lẽ đó mà nơi đây xuất hiện rất nhiều loại nấm, xuất hiện nhiều đến nỗi mà bọn nấm ấy không còn chỗ để mà cắm nên phải mọc cả chân để chạy qua chỗ khác. Đứa thì trông dễ thương, có đứa thì trở thành nấm quỷ, có manh khứa nấm quỷ thì còn tiến hóa lên bậc động vật, được gọi là nấm quỷ cao cấp. Tôi đánh giá con này là trông khá hề, chắc cũng chỉ là bao cát thôi. Ngoài ra thì còn khá nhiều động vật mới mẻ khác nữa, như là con hổ này này, trông ngầu ra phết đấy. Còn cả lợn nấm này nữa, mấy con này thì khá là dễ thương, chắc thịt là cũng ngon lắm. Sumeru là một đất nước có tôn sùng trí tuệ nên mọi công việc của đất nước đều được giải quyết thông qua giáo viện. Những người ở Sumeru thì họ được trang bị một thứ gì đó như là tai nghe Bluetooth. Thứ này hoạt động nhờ vào Gnosis của Thảo Thần. Có vẻ đây là dụng cụ để quản lý tri thức như một nguồn tài nguyên được gọi là hệ thống Akasha mà cụ Thảo Thần để lại. Không biết khi Thảo Thần mà bị mất thì sao nhở? Có một điều thú vị tại Sumeru chính là người trưởng thành thì không nằm mơ. Hay nhỉ, tôi giờ vẫn còn đang nằm mơ đây này. Mơ thấy kênh Box Game được 1 tỷ lượt đăng ký và ủng hộ này. Chắc là tôi đang còn là trẻ con anh em ạ. Ở Sumeru cũng xuất hiện thêm một thế lực mới được gọi là Eramai. Chắc cũng giống như đại bảo đoàn nhưng mà ngầu hơn. Có cả trụ sở to thế này cơ mà. Họ là người di cư từ nơi sa mạc khô héo tới nên họ rất am hiểu về lịch sử cũng như câu chuyện về các thánh tích ở nơi đây. Trong Eramai có một lính đánh thuê đầy há sẽ gặp mặt chúng ta khi khám phá tại Sumeru. Một đất nước tôn thờ tri thức thì học giả có vai trò vô cùng quan trọng. Đại diện ở đây ta có đội trưởng đội kiểm lâm Tinari, người vô tình gặp ở cảng Omod, xuất thân từ học viện giáo phái Haravatta. Ai Hatham, đẹp trai vật color, tôi rôn anh này rồi đấy. Một người có lối đi riêng theo trường phái nghệ thuật tại đất nước đi theo lý trí và trí thức Nilou. Cùng với đó là sự xuất hiện của thiếu nữ thần bí Nahida, 1m4 và tổng quản Mahamat Yashino. Gì chứ tôi biết mấy thím chỉ quan tâm đến dàn nhân vật đẹp nhất Galax này thôi chứ gì. Tôi chấm anh đẹp trai Ai Hatham và quý cô M4 Nahida rồi đấy. Còn mấy thím yêu thích nhân vật nào thì nhớ comment cho tôi biết nha. Bài học về địa lý và lịch sử của Sumeru đến đây cũng đã dài rồi. Tôi nói mệt bỏ cả hơi tai. Thương tôi thì nhanh mà tặng tôi cái nút like và đăng ký kênh để tôi còn nhanh chóng bình phục trở lại và gặp mấy thím trong video tiếp theo nữa. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể trang bị cho anh em khi mà tiến vào vùng đất mới này. Nếu anh em có muốn gì mà góp ý cho Box Game thì đừng ngần ngại mà comment ngay xuống bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, tôi đi nghỉ đây. Hẹn gặp lại anh em tại một clip khác trên kênh Box Game nha. Bye bye.